Anh cứ vô đi rồi bắt đầu. Mình để thấp thấp máy không nào. Đó, cầm được. Đây, vậy được rồi, nhìn nhìn thấy mặt rồi. Xứng chưa? Giận vỡ máy tính rồi. À, điện thoại. Bây giờ mày quay anh, cảnh không trường hiểu không? À, anh cứ đi đi, cứ đi, cứ được rồi rồi, đấy, đúng chất, xinh xinh, đúng chất rồi, đấy, đúng. Nó tò mò. Rồi 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 đấy, bây giờ anh cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi, đi. Rồi đúng rồi đấy, cảnh này này chuẩn chưa, dừng nhá. Chưa, anh co lên một phát rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay cảnh sân trường. Rồi 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 quay một phát này rồi đấy nhá. Anh học đi, học võ thuật đi, thôi đừng học cơ điện tử nữa. Rồi, bây giờ anh có thể đi vào lớp. Mỏi tay quá đi mất rồi. Từ nhá. Từ từ, quay đầu nhập tre đi. Ok. Từ từ lại gần đi. Có quay kịp không? Có, từ từ. Để kịp sao? Dần dần đi, xong. Hơi bị chuẩn rồi đấy, cái video này hơi bị chuẩn rồi đấy. Đây, kỳ vào là sức mạnh quân đội. Cho to được không? Không. Đó, anh quay kim và làm phim. Ra làm phim. Đây là kim quay phim thuyết minh của chúng ta. Đại sư tin. Cho đoạn cuối á. Các anh em chúng tôi. Đoạn cuối. Được chưa? Rồi. Cho một quả nữa. Một quả nữa rồi. À, tôi chưa nói dừng bố rồi. Dừng rồi. Chưa. Dừng đâu mà dừng. Có đèn đỏ mà. Thôi nhá, dừng nhá. Thôi dừng đây, 3, 2, kết thúc.